Vâng ạ, xin kính chào anh chị Bá Khánh và kính chào tất cả các bạn. Hôm nay anh Khánh gửi về bên em một cái kích 1200W kích điện. Thì anh báo về bên em là anh test quạt là 47W không quay, đèn nhấp nháy. Thì theo như anh báo về là anh sử dụng cái bình 55A. Thì cái tình trạng này thì không biết là nguyên nhân thế nào, thì bên em sẽ tiến hành tháo ra để kiểm tra hỗ trợ bảo hành cho anh nhé. Thường thì cái bộ 1200W này nó chạy quạt thì thoải mái nhé. Quạt bình thường nếu như anh sử dụng quạt 47W thì nó phải quạt đã quạt là cả mấy cái một lúc, nhưng anh em bảo là không quay, đèn nhấp nháy, khả năng là do lỗi. Anh có gửi về bên em hai cái kẹp vào kẹp dây. Đầu tiên này em thử test điện xem nó có ra được, nó có thắp được bóng không nhé. Thế em thấy là quạt vẫn quay, thì em thử thắp cái bóng điện compact này xem nó có sáng hay không. Thế sau đó em sẽ test bằng quạt. Bằng như vậy là bóng chúng ta vẫn sáng nhé. Em thử đo điện cho này. Bằng 213V, 214V. Vậy là vẫn hoạt động bình thường. Không biết là anh kết nối là có đúng hay chưa. Bây giờ em sẽ test, em lấy cái quạt nhà em. Cái quạt nhà em khoảng tầm 45-47W. Lấy cái quạt. Vâng, như vậy là vẫn quay quạt đấy nhá. Quạt vẫn quay nhé. Quay rất là mạnh luôn nhé. Vậy là cái kích điện của anh hoạt động rất là bình thường, không vấn đề gì xảy ra nhé. Thì khả năng cao là do cái bình của anh nó không đủ điện để nó cung cấp đầu vào, cho nên là nó báo quá tải. Báo quá tải nó không thể kéo lên được, cho nên là dẫn đến là nó nháy bóng lỗi đấy. Thì cái này thì bên em sẽ đóng hàng và gửi về cho anh nhé, thông báo lại cho anh kiểm tra xem là cái nguồn điện của mình ổn định chưa, cái nguồn bình nhá. Ok, và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.